Thang Fly, một họa sĩ trẻ thường xuyên gây sốt mạng xã hội với các bức vẽ đăng tải trên fanpage 1,4 triệu người theo dõi. Anh liên tục sáng tác tranh như phác họa màu áo blue, nơi tuyến đầu phòng chống Covid-19, ấm lòng câu chuyện đồng bào giữa lúc cả nước chống dịch, chuyện trong khu cách ly, hay đơn giản là khoảnh khắc chiến sĩ công an nghiêng mình chào đoàn xe chi viện. Cái lợi thế của truyện tranh nó đưa đến cho người đọc ở một chỗ, nó dù sao nó vẫn là một tác phẩm nghệ thuật. Thứ hai, nó trẻ trung hơn và nó ngắn gọn hơn. Thì những cái thông tin dài trên báo đài thì nó cũng có cái sự chính xác, nhưng mà cái mà mạng xã hội thì mọi người thích đọc những cái thông tin ngắn gọn và nó xúc tích lan tỏa được câu chuyện đấy. Mỗi ngày, hàng chục tin nhắn của các bạn trẻ cho đến những người trong cuộc chiến chống dịch gửi đến fanpage để chia sẻ những câu chuyện giản dị đời thường giữa mùa dịch. Tất cả những câu chuyện mọi người gửi về đều là những cái kỷ niệm rất là đáng trân trọng. Hai câu chuyện mình nhớ nhất đấy là, thứ nhất là câu chuyện về chị vợ và anh quân nhân, và câu chuyện về đứa bé ở bệnh viện ung bướu. Vẽ để tiếp lửa, vẽ để tri ân. Đằng sau mỗi bức tranh là những câu chuyện ấm lòng, gợi lên nhiều cảm xúc khó quên cho độc giả. Việc chàng họa sĩ trẻ này chọn tình qua từng nét vẽ đã cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ y bác sĩ, tình nguyện viên tại các vùng dịch.